Xin chào mọi người đã đến với kênh của mình. Tiếp tục quay trở lại với bộ truyện Dũng Giả X Nữ Ma Vương Chắc 23. Chuyện được mình tự dịch có thể có sai sót, mong mọi người thông cảm nhé. Trước khi vào với bộ truyện, nếu thích mọi người có thể cho mình xin một like và đăng ký kênh để giúp mình có động lực làm video hơn nhé. Mãi yêu. Hử, thăng cấp. Hả, chuyện gì đang xảy ra vậy? Cấp độ ma thuật của tôi không ngừng tăng lên. Thăng cấp. Đó là một màn trình diễn lửa trại, thật tuyệt vời. Văn hóa và phong tục của thế giới khác này thực sự rất thú vị. Tôi thậm chí có thể nhìn thấy mọi người nhảy múa khi đi du lịch. Thật đáng giá, ha 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 ha. Cái tên Lạc Bình này biết rằng họ chắc chắn sẽ chết nếu tiến về phía trước nên đã tăng cường sức mạnh cho họ trước để trò chơi này có thể tiếp tục. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Tại sao cấp độ phép thuật của họ lại tăng đột ngột như vậy? Bởi vì họ đã ăn chuối của anh Lạc Bình. Nói vớ vẩn gì vậy, người nghĩ những quả chuối gãy đó đã được ngâm trong nước thánh sao? Curly, chính quả chuối đó đã giúp chúng ta đột phá cấp độ ma thuật. Ta thực sự đã được thăng cấp thành ma linh 2 sao? Vừa ăn chuối xong liền tiến vào cảnh giới, chẳng lẽ chuối bị cường giả cấp ma vương động vào? Tham khảo cấp độ sức mạnh phép thuật, ma pháp sư, đại ma pháp sư, đại pháp sư, ma linh, đại ma linh, ma tướng, ma vương, đại ma vương, ma thần cấp, mức độ sức mạnh phép thuật có thể được sử dụng như một trong những tiêu chuẩn tham khảo về sức mạnh. Thậm chí ta liền đột phá 3 cấp, trực tiếp thăng cấp thành đại ma linh 3 sao, quả thực là không thể tưởng tượng được. Cậu Lạc Bình, nguồn gốc của những quả chuối cậu đưa cho chúng tôi là gì? Hả? Có chuyện gì sao? Không có gì đâu, chỉ là tôi đột nhiên được anh hỏi và không biết trả lời thế nào, vì nó chỉ là một quả chuối bình thường mà thôi. Chuối bình thường, mà lại... À đúng rồi, phải nói là cây lai. Nhưng xin hãy tin tôi, mặc dù chúng được lai tạo nhưng quá trình này hoàn toàn tự nhiên và vô cơ, chỉ trong thế giới kỳ diệu này tôi mới có thể phát triển được phương pháp sản xuất như vậy. Vì sư phụ đã nói nó có tác dụng nên chúng ta nên ăn nhanh để tăng cấp độ phép thuật. À, chuyện này rõ ràng quá là tệ rồi. Đó là sự đồng bộ. Này cô gái đeo kính, cô biết đấy, có khá nhiều người như vậy. Chị Elizabeth, cảm ơn, tôi đã học được điều đó từ sách phép thuật. Đồng bộ, nó có nghĩa là gì? Cuốn sách ma thuật của nữ tu đề cập rằng những bảo vật đặc biệt thường phải được sử dụng trong những điều kiện đặc biệt để đạt được hiệu quả. Tôi đoán quả chuối vừa rồi của anh Lạc Bình chỉ có tác dụng nếu 3 người trở lên ăn nó cùng một lúc. Tại sao cô giả vờ không hiểu, cô không thấy cô ấy ăn nó à? Cô giải thích điều này như thế nào? Cái này, xin lỗi, tôi không biết nhiều lắm. Trừ khi sức mạnh của người sử dụng hoàn toàn vượt trội so với kho báu, nếu không thì cái gọi là kho báu đối với họ chỉ là một vật bình thường. Này, đừng nhìn ta bằng ánh mắt đó. À, tôi xin lỗi. Đúng, có lẽ đó là do tác dụng của lọ thuốc eo của tôi được tích lũy trong một thời gian dài. Cậu Lạc Bình, ngài có thể cho tôi thêm một ít trái cây trong ba lô của cậu được không? Chủ nhân, ngài thực sự đã tin lời nói dối của họ. Tất nhiên, chia sẻ là niềm vui lớn nhất. Không được, đây là những đồ ăn của ta. Sau khi đã nghỉ ngơi đầy đủ thì hãy nhanh chân lên đường nhé, cuộc hành trình này cũng sắp kết thúc rồi. Xin lỗi, Sibarton tiền bối, nếu có cơ hội tôi sẽ chiêu đãi tốt hơn. Thôi không sao đâu, các cậu đi trước một chút, vợ chồng tôi sẽ dọn dẹp và đuổi kịp. À, tại sao các người không cùng khởi hành à? Lạc Bình, nhanh lên, được rồi, chúng ta đi trước nhé, hẹn gặp lại sau. Thầy ơi, thầy có muốn cướp chiếc ba lô đó không? Có lẽ họ còn giấu thứ gì đó tốt hơn nữa. Đừng lo lắng, chưa phải lúc đâu. Người bình thường sao có thể tùy tiện mang theo bảo bối quý giá như vậy, nàng sẽ không bao giờ đơn giản như một công chúa đến từ một bộ tộc xa xôi. Gần đây, Vương quốc Aristot, một trong tứ đại cường quốc, đang treo giải thưởng rất cao cho ai có thông tin về công chúa mất tích, nếu tôi đoán đúng thì công chúa hiện đang ở trước mặt tôi. Nếu ta có thể nhân cơ hội này để biến công chúa thành người phụ nữ của mình, ta có thể leo lên sức mạnh của Vương quốc Aristot, và khi đó ta sẽ nhận được nhiều thứ hơn là chỉ những trái thần kỳ trước mặt này, he 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 he. Hãy để ta dùng điều này để chinh phục cô hoàn toàn. Ha ha ha, ha ha ha. Chủ nhân đột nhiên toát ra pheromone quyến rũ, tất cả là lỗi của chúng ta vì không thể làm hài lòng chủ nhân. Chủ nhân. Cảm ơn mọi người đã xem, nhớ like và đăng ký kênh để theo dõi tập tiếp theo và những bộ truyện khác.